của bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games lên con số 8. Ngày hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ Neza, người Iran và Rizwan Deha của Ấn Độ. Và đây là đội xuất phát của ông đang rất quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam mang về thêm một tấm huy chương vàng SEA Games nữa. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 32 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Myanmar đã được bắt đầu. Góc sút rất thuận lợi cho một tình huống sút thẳng của Tuyết Dung. Như vậy là một pha phối hợp không được. Rất đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi khi mà Tuyết Dung đã quyết định phối hợp với Huỳnh Như, nhưng đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam lại không có một tình huống dứt điểm đủ tốt. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Pha phối hợp chắc chắn đã được đội tuyển Việt Nam tập luyện khá nhiều giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như. Thái Đi Đảo. Tình huống chuyển về an toàn của Thái Thị Thảo khi trước mặt cô là 5 cầu thủ áo trắng. Rồi, Huỳnh Như tỷ số là 1-0 cho chúng ta. Một bàn thắng đến theo một cách rất bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một tình huống mà sai lầm đến từ thủ môn Mia Mianin của đội tuyển nữ Myanmar. Cô đã băng ra một cách hơi chần chừ và để cho Tuyết Dung có cơ hội chuyền bóng cho Huỳnh Như. Và ở một tư thế như thế này thì chắc chắn là Huỳnh Như không thể bỏ lỡ được. Quá tuyệt vời cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một lần nữa thì Huỳnh Như và Tuyết Dung lại phối hợp để mang về cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Myanmar. Sự kỳ vọng dành cho Huỳnh Như trước trận đấu chung kết này đã được đáp trả. Chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 12. Quý hiếm, bóng đã đập trúng cột dọc khung thành của Kim Thành. Một bóng bổng như thế này, điều đó cũng đã được chứng minh nhiều lần ở SEA Games năm nay. Khá nguy hiểm, coi không được. Vẫn đang phòng ngự tốt từ những tình huống bóng bổng tới từ đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Rất nguy hiểm. Rất may mắn là cú dứt điểm của số 12 Yuperkin lại cực kỳ thiếu chính xác. Một tình huống mà Yuperkin đã có khoảng trống, nhưng pha dứt điểm của cô thì lại đi chạch khung thành rất xa. Nhưng đây là một tình huống mà Yuperkin đã thoát xuống một cách khá dễ dàng. Hình như đã di chuyển ở phía bên trong. Đường chuyền của Bích Thủy đánh đầu. Cú sút xa. Bóng đi quá cao, cú sút là của Thái Thị Thảo. Myanmar. Một cú sút thẳng của các cầu thủ nữ Myanmar. Quyết định có phần hơi liều lĩnh và khó hiểu tới từ Khin Malatun. Ở một khoảng cách như vậy, nếu thực hiện một cú sút thẳng thì khả năng thành bàn là sự phối hợp và bọc lót cho nhau trong những tình huống phòng ngự đang được đội tuyển nữ Việt Nam triển khai rất tốt. Huỳnh Như. Cơ hội cho Huỳnh Như. Dứt điểm. Cú dứt điểm ở góc sút hẹp và đi không quá mạnh của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng ở trong tình huống mà hậu vệ của Myanmar đã theo bám rất sát Huỳnh Như thì đây là phương án tốt nhất mà chúng ta có thể xử lý. Trước đó thì chúng ta cũng phải dành những lời khen cho nỗ lực tuyệt vời đến từ Tuyết Dung để có thể đưa được bóng tới cái chân của Huỳnh Như. Tuyết Dung và Huỳnh Như vẫn đang là bộ đôi tấn công rất hiệu quả của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu. Huỳnh Như không được, nhưng cơ hội dứt điểm đây rồi. Không. Hơi đáng tiếc ở trong tình huống này nếu như Thái Thị Thảo có thể tự tin hơn. Pha quay chậm vừa rồi cho thấy là Thái Thị Thảo sút bóng